Thưa quý vị, công trình cầu Ông Hổ được Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành phê duyệt tại quyết định số 29 ngày 12 tháng 1 năm 2022. Theo kế hoạch thi công từ ngày 2 tháng 6 năm 2022 đến ngày 28 tháng 3 năm 2023, đơn vị thi công tiến hành tháo dỡ cầu cũ và xây mới lại cầu Ông Hổ. Để đảm bảo an toàn trong thi công, Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành xin thông báo Kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2022 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022, tạm ngưng lưu thông qua cầu Ông Hổ, xã Trường Tây, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành để nhà thầu tiến hành tháo dỡ cầu cũ và thi công xây mới. Lộ trình thay thế Phía đường Trường Hòa, xã Trường Hòa, phương tiện giao thông muốn lưu thông qua cầu Ông Hổ sẽ đi vòng theo hướng từ đường Trường Hòa rẽ trái vào đường Nguyễn Văn Linh, rẽ trái vào đường Bầu Ếch, sau đó rẽ trái vào đường số 13 Bầu Ếch, rẽ phải vào đường Ngô Quyền. Phía đường Ngô Quyền, xã Trường Tây, phương tiện muốn lưu thông qua cầu Ông Hổ sẽ đi vòng theo hướng đường Ngô Quyền vào đường số 13 Bầu Ếch, rẽ phải vào đường Bầu Ếch, sau đó rẽ phải vào đường Nguyễn Văn Linh và rẽ phải vào đường Trường Hòa.